Nước trà mà đâu sư hô giỡn qua sư thúc rồi nó liền phê rồi, thấy liền phải không? Nước trà gì hả? Giờ quên chưa làm, bây giờ là mình sẽ làm sườn liền phê rồi. Thành liền phê vô lấy tẩy ra là đổ đường vô là uống phê thiệt luôn. Thôi bây giờ anh Tùng ơi, bây giờ bữa nay là này là sư tổ, còn này là sư phụ, sư thúc, cái này là sư phụ. Ừ thì thôi bây giờ cũng tới có cái bàn kìa, thôi mời sư thúc với sư phụ, nhưng mà thôi để sư thúc thì để mời trước, sư phụ thì sao đi vậy mới đúng lễ. Sư thúc chứ vô ngồi bàn đi sư phụ. Sư phụ đúng không, vậy mới đúng lễ nghĩa phải không sư phụ? Rồi thôi bây giờ sư thúc lớn, sư phụ ngồi chính giữa đi. Đó, thôi con ngồi đây mà bè đi kỵ Lâm ngồi giữa đi. Ừ thì sao vậy? Rồi hàng ơi hả? Ừ nè, cho nó xuống dưới ngồi đi, có ghế này cho nó xuống dưới ngồi đi. Đây xuống dưới ngồi đi, ngồi đó nên mình ngồi không thì hôm nay á thì cũng anh em cũng ngồi đây, thì mình thì nói thật ra với anh em á thì cũng bây giờ diễn ảo thực với hài rồi kia làm chủ yếu giúp vui thôi chứ không phải gì, nhưng mà tài nghệ mình thì có thiệt chứ không phải không. Bữa hổm ông thấy cái cây quạt mà ông Dơm có coi không? Thấy rồi, cây quạt tôi còn giữ, cây quạt của nó, cây quạt tôi đã hơn nữa. Rồi sư phụ ơi, con coi cái này là nó nhão dữ lắm rồi, cái này có gì đâu, thì vũ cái thì nó dính, còn cái vũ cái thì nó bật lại chứ có vậy, gì đâu. Cái quạt này là cái quạt phép. Là sao? Là cái quạt phép đại không? À đại không? Ông quạt là khác, tôi quạt là nó khác, thấy không? Ừ. Thấy không? Thôi cái này nó xưa lắm rồi sư phụ ơi, con coi hoài riết nó nhão băng rồi. Từ từ. Bây giờ sư phụ có cái nào độc chiêu đi, cái nào mà mới lạ đi. Chứ cái mấy cái này là bây giờ nó thường lắm rồi. Đó. Nói chung ảo thực bây giờ nếu mà mình đem đồ nghề hết ra thì chạm với nó. Trời ơi. Làm đi. Chuyện này sư tổ kìa. Sư tổ tôi mới chuyển cho anh, có trò gì mới anh diễn cái coi. Kêu nước rồi ra uống đi. Dạ. Thôi bây giờ sư thúc uống gì? Thôi trà đường đi. Trà đường rồi sư phụ uống gì? Trà C2 gì đó. Thôi bây giờ khoan đi... chút xíu đi mày khỏi kêu. Bây giờ nè không có diễn gì, chuyển nhẹ trước cái đi. Ở đây có rồi. Ở đây có cái bình nè. Bây giờ trước tiên kêu phê thì kêu cái phê đi. Thôi để con đi kêu sư phụ ngồi nói chuyện sư thúc đi. Chứ ngồi nói chuyện sao nước nôi đâu. Ok đúng. Không? Ok. Đó. Rồi sư phụ vô ngồi đi rồi để con kêu nước. Ấp cái ấp lại ấp ấp này. Làm cho một lại đường đi chạy để không có ngồi gần nhau nè. Có gì đâu, tại vì nhiều khi trong cái giới mà ảo thực thì Lâm Hải Triều thì biết nhiều hơn tôi được ngón, giống như là tôi được 71 thì Lâm Hải Triều 72. Dạ. Thì nhiều khi anh em phải so tài, nhưng mà ông bởi với ông Lâm này nhận ông làm đệ tử giờ thất bại không? Không phải, nãy sư phụ nói dữ lắm mà. Lâm Hải Triều này hả? Nãy sư phụ nói dữ lắm. Nó là đàn em, tại nhỏ tuổi tôi mà. Đúng không? Đúng rồi. Thôi bây giờ làm nhiều quá rồi, bây giờ thấy vậy mình ông biết tiền đi trả tiền nước đi. Đó, đi đi. Đây. Ê, nhỏ nít qua đây con. À, tôi cái này tôi làm gì phải thực tế đàng hoàng. Đây, thực tế đàng hoàng đây. Bữa nay là đây. Nè, con đứng đây con coi nè nghe, con là khán giả con coi nãy giờ phải không đây nè. Thực tế là nè, đây mình mở cái túi này ra là tất nhiên cái túi mình là không có gì đúng không? Anh em dòm kỹ rõ ràng đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Thôi ông qua kia đi, Lâm qua đây ngồi đi Lâm ơi. Trời. Ngồi kế này khớp khớp làm không có được. Rồi, vậy là ngồi kế sư thúc khớp nha. Thấy không? Ờ giờ cái túi này khoan, để con kiểm tra lại coi sư phụ. Kiểm tra đi cái túi người ta là cái xăng tê đó là lộn lại. Ờ thấy không? Học cái tay ra luôn này. Rồi. Này là mình làm phải thiệt nha, con dòm kỹ nha. Đó, bây giờ này. Bây giờ đây thì bây giờ chú sẽ lấy miếng giấy. Đó. Giấy mình sẽ xé vô mình là làm ra cho nó ra tiền. Đúng không? Nè đó à, thấy không? Mà tôi ngộ nghe không, tôi xé với bự là tiền lớn, tôi xé với nhỏ là tiền nhỏ, bữa nay xé tiền nhỏ, tại vì thường xé với bự mà tiền bự này xé với nhỏ nhỏ luôn à, thấy không? Mình nói chung mình tài nghệ mình có mà, xé ra từ từ xé ra đó, con cứ cầm con bỏ vô đó, thấy không? Xé ra rồi con cầm đi, cái này con cứ nói là cái này là gì, cái này là giấy đúng không? Cái đó là giấy đúng không con? Đây, bây giờ thì con sẽ bỏ từ tờ vô, từ miếng vô thôi. Đó, cái này là thiệt nha. Rồi. Rồi. Rồi, bây giờ là mấy tờ? Con
không nhớ nhiều không? Lắm nó không có nhớ đâu. Con để con đặt cái tay lên con nói ấm bà la cà na xí mũi đi, con đặt cái tay lên lớn lên lớn lớn lên kìa, ấm bà la cà na xí mũi phan rồi thò tay bóc cái kìa, bóc hết luôn thấy chưa, bữa nay bóc sao mà tiền nhỏ không vậy? Thấy chưa, chưa giờ con xin tiền này nha. Nó nói vậy rồi thôi lỡ rồi con ơi, biết sao giờ biến ra tiền rồi. Thì thôi lỡ rồi cho con đó con lấy đi chứ. Cảm ơn. Rồi. Nhưng mà anh Tùng biến ra được hoài mà. Cái gì vậy? Rồi nó trắng. Rồi. Là sao? Anh nói anh biến giấy thành tiền. Tiền của tao hôm đó. Ủa sao tiền... vậy? Biến giấy thành tiền mà tiền là sao? Tiền của tao hôm đó. Tắt chào. Máy đi chú, sầm chú. Ừ. Rồi. Tiền của tao không đó, tiền của anh không á. Lại kêu biến ra trả thì mấy cái có ly nước không mà là tiền của tao nhăn nhó gì kỳ vậy. Mà bây giờ nè, thôi sư phụ là bây giờ là sư phụ dở quá rồi, thôi để sư thúc, bây giờ sư thúc biến ra cái một cái coi. Giờ biến không biến tiền thì tôi không biến tiền luôn được không? Được, nhưng mà cái đó xài được không sư phụ? Được, bình thường giờ kêu bao ly nước không được rồi. Dạ, đâu sư thúc làm thử coi. Ở đây nó có cái này đơn giản ha. Dạ. Bây giờ mình biến ra tiền cho coi ha. Đó, để cái quẹt lên đi. Nha, cầm coi. Mình giấy, giấy. Nãy xé đâu, bây giờ mình khỏi xé. Đó, bây giờ đơn giản, để đây. À, nghe không, để đây thôi. Ừ. À, rất là đơn giản. À, bình thường. Ừ. Lại ha. Rồi, để đây. Kêu trả ly nước thôi, để tôi tự biến, tôi trả. Tự biến ha. Rồi, đó, ừ. Đây lại. Đó. Vậy là sao? Xong. Dỡ lên. Đó, giờ biến thành tiền rồi đó. Rồi trả tiền nước thôi, khỏi cần mượn chi trả nữa. Thôi vậy là thua sư phụ. Dở có tiền không? Sư phụ này chịu sư phụ luôn rồi. Có nghe cả nhà. Nãy tôi làm ra, tôi làm ra mà không biết sao không? Tại vì bữa nay xé giấy nó nhỏ quá, tiền nhỏ chứ không cố là tiền mà hử. Thơm, đúng mùi tiền luôn. Tính tiền đi chị chủ ơi. Rồi thôi sư phụ này thua rồi. Nói chung ra đâu là... anh coi ra cái này phải đúng không? Tiền thiệt. Hàng ơi, gọi tiền cà phê tiền nước nhiêu trả luôn đi anh. Rồi. Ờ, sao vậy là sư phụ là dở rồi, sư thúc thôi. Đây chắc đi theo sư thúc rồi sư thúc. Thôi nghỉ chơi sư phụ rồi, sư phụ. Sư phụ này không được rồi. Nói chung ra là cái này là ý tưởng ảo thực thôi nha, bạn đừng nghĩ nha. Dạ. Chứ đúng ra nãy là tôi xé tiền bự là nó ra tiền lớn như lắm, nó nhiều lắm đó. Thôi bây giờ nè, sư phụ còn cái chiêu nào không, sư phụ làm cái nữa coi. Lấy lại thể diện coi. Giờ trước mặt này giờ biết tôi làm gì giờ ta. Đó, lấy lại thể diện cái coi. Đồ người nhóc ở trên như mày mà gặp nó bị khớp sao không dám khớp đem hay. Ra. Bị khớp gì? Khớp rồi. Cắt đi. Cái ừ, giờ ấy xong cái ông nói ông bấm, kêu bấm bô rồi. Cái ông kia nè, ông kia biến nữa cái. Giờ uống cà phê quên, nó uống trà đường cho tôi uống ly cà phê với đường tôi đi bán số tiếp tục nữa. Rồi uống phê kêu phê. Cho ly phê anh. Dạ thôi chú làm ly phê đi chú. Hết cà phê uống trà đỡ đi. Trà đỡ. Vậy thôi uống trà đi được không anh? Chứ giờ biết sao giờ. Sư phụ ơi mà bây giờ sư tổ. Ủa sư thúc. Bây giờ sư phụ ông muốn đổ uống phê rồi, giờ sư phụ có cách nào biến không? Có đâu thì giờ muốn uống phê làm ra cà phê. Nè nó làm đi nó tài nghệ nè làm đi. Phải đổ vô nhiều nhiều đi. Nè làm đi. Nhiều tôi quốc đầy ly luôn rồi. Làm được hả nói nha. Cho đầy ly. Được bình thường. Được phải không? Bây giờ ở trong chủ nhà hết phơi mà chắc cũng còn đá thì mình làm cà phê đi ha, rồi cái bỏ đá vô. Đá đi. Ừ. Bỏ đấy đá được. Êm mà đâu được à, được mới nói nha, được mới nói nha. Đó giờ đi giờ mình làm ly cà phê đúng không? Đúng rồi. Nè. Rất là đơn giản để sang đá làm biến thành ly cà phê trong bốn coi. Trời ơi trà đường không có đủ cà phê. Đá đường hay gì đem. Có gì uống khí đi. Nè đơn giản đúng không nè. Đây không không mình bụm là đơn giản với thành ly phê thôi nè. Rồi ly phê đó đâu để xuống đi, để xuống ly phê để đi. Thấy ly phê không? Ly nước trà đâu, ly phê đâu, ly phê, ly phê đó, nước trà, nước trà mà đâu sư phụ giỡn quá sư thúc à. Rồi đó ly phê rồi, thấy ly phê không? Nước trà gì hả? Giờ quên chưa làm, bây giờ là mình sẽ làm thành ly phê. Rồi thành ly phơi vô lấy tẩy ra là đổ đường vô là uống phơi. Thiệt luôn. Sư phụ dám uống không? Cái mùi sao sư phụ?
đắng ngắt hả? Không có bỏ đường mà, giờ mình lấy cái tẩy rồi bỏ đường vô uống thôi, bình thường. Đắng ngắt hả? Trời ơi, phê thiệt luôn hả? Phê đó, mồi phê đàng hoàng đúng không? Ngon sao bộ? Đắng ngắt hả? Ngon cái gì? Cho con uống không thử mấy ngày. Mà. Đắng ngắt hả? Thôi để mình uống thử cả nhà, để coi coi sư thúc này mà thiệt cà phê không? Cà phê uống bình thường nha, mồi phê bình thường. Đắng ngắt hả? Ừ. Đắng. Đây uống miếng coi, vừa mà đắng mới uống sao được. Ngon. Ngon. Bây giờ mà đắng ghét à? Bỏ đường vô mới được. À, bỏ đường giờ xin miếng đá được đi. Thôi bỏ đi làm đi khác đi. Bỏ làm lại cái nữa mới tin. Thôi sao còn làm được nữa không? Uống có ly cà phê không mà khó gì vậy? Thì khi cái sau thì sao nào làm cái nữa. Trời ơi nè. Có gì đâu, bình thường mình muốn uống cà phê thì mình vịn lên vậy nè, chỉ cần mình lắc ra lắc vô giờ thành ly cà phê rồi nó. Rồi bỏ đá đường vô uống. Nói chứ thôi anh em ngồi để tôi đi bán số. Ờ vậy thôi đi bán số nha. Anh em ngồi đi. Rồi sư phụ chạy luôn rồi. Anh em ngồi tôi đi bán số. Sư phụ. Rồi sư phụ hứa dạy cho con sao? Rồi sư phụ đi luôn hả? Thôi đi luôn đi quá rồi. Sư phụ dạy hứa dạy. Thì sư phụ đi luôn phải không? Rồi đi luôn. Thôi vậy bữa nào sư thầy trò mình gặp nha. Rồi. Chào. À.